chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những nội dung chính sau đây. Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu, lễ hội xuân 2021. Điện Biên từng đặc dụng Mường Phăng bị rút ruột nghiêm trọng. Gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống khu di tích Đền Sinh Đền Hóa Hải Dương. Điều tra vụ trẻ tử vong ở Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021. Mục tiêu kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021. Tăng cường thanh tra kiểm tra liên ngành từ trung ương đến cấp xã phường, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội, có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021 được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2021. Hiện nay, công nghệ xây dựng tại Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa nhằm theo kịp xu hướng của thế giới. Nhằm xây dựng những công trình tốt, tiết kiệm theo công nghệ hiện đại và đúng theo tiêu chuẩn xây dựng của nhà nước, chiều ngày 22 tháng 12 tại Bộ Xây dựng đã diễn ra buổi tọa đàm về nghiên cứu, phổ biến đề án, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo định hướng mới, thúc đẩy vai trò quản lý của nhà nước và đáp ứng các yêu cầu mới trong hoạt động xây dựng và bàn về định hướng ngành vật liệu xây dựng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Tọa đàm là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tuyên truyền phổ biến đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030 có định hướng tới năm 2050. Mục tiêu tổng quát của đề án là hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và các hoạt động trong xây dựng, đảm bảo an toàn trong xây dựng, khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, chống thất thoát lãng phí, hướng tới các tiêu chí xanh, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ an ninh quốc gia. Ngày 22 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Cạn phối hợp cùng Cục Tin hóa học Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả giai đoạn 1 về việc chuyển đổi số ở xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Xã Vi Hương là xã thứ 2 trong 8 xã trên toàn quốc công bố việc thực hiện thí điểm chuyển đổi số. Theo đánh giá qua chuyển đổi số, cách thức giao tiếp của chính quyền xã với nhân dân thông qua hệ thống loa phát thanh thông minh đã giúp tuyên truyền nhiều nội dung hơn, nhanh hơn và kịp thời hơn mà không phát sinh biên chế phát thanh viên. Người dân hỗ trợ sử dụng Wi-Fi, mạng Internet công cộng miễn phí, được tập huấn, tiếp cận và sử dụng nhanh chóng hình thức tư vấn bán hàng qua mạng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục sau khi áp dụng thành tựu chuyển đổi số đã có nhiều điểm tích cực được ghi nhận. Là địa phương nằm ở khu vực miền núi phía đông bắc của Tổ quốc, những năm qua kinh tế xã hội Thái Nguyên đã có nhiều bước tiến nổi trội, đặc biệt trong công tác xóa đói, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, góp phần đưa Thái Nguyên ngày một phát triển lớn mạnh, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương này trong giai đoạn tiếp theo. Chung tay cùng cả nước thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả nổi bật, từ 13,4% năm 2016 xuống còn khoảng 3,1% vào cuối năm 2020, bình quân giảm 2,06% một năm, vượt chỉ tiêu đề ra. Xác định công tác giảm nghèo bền vững, xóa bỏ tình trạng tái nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa là nội dung trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ qua, tỉnh Thái Nguyên đã tận dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ cho việc giảm nghèo của Trung ương và địa phương. Cụ thể, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng thực hiện đa dạng các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, khơi dậy khát vọng thoát nghèo cho người dân. Có một số cái chính sách cụ thể của Thái Nguyên, chúng tôi có một cái đề án mang cái quyết định là 2037, chúng tôi gọi tắt là đề án 2037, là đề án phát triển kinh tế xã hội cho vùng có đông đồng bào Mông. Đây là một đề án riêng có và đặc thù của Thái Nguyên. Chúng tôi xác định là vùng đồng bào Mông là vùng khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên, thế cho nên là cần phải có một cái đề án, một cái chính sách riêng có cho đồng bào. Thế và trong hơn 5 năm vừa qua thì cái đề án này
đã phát huy rất là tích cực, và có thể nói rằng là cái vùng nông thôn, vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, trong đó có đồng bào Mông, đã thay đổi toàn diện thông qua phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng về đường, về điện, về trường học, về y tế, và thông qua cái việc là hỗ trợ đồng bào sản xuất. Trên địa bàn tỉnh, người nghèo được tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn gắn với việc hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt chính sách dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động và tạo điều kiện cho người nghèo khai thác tối đa nguồn lực hiện có về đất đai, lao động. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã có cơ hội triển khai thực hiện những mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập. Năm 2010, thì gia đình tôi được Đảng và chính quyền nhà nước hỗ trợ là về vốn vay làm nhà ở, và được hỗ trợ thêm một khoản nữa là cho để về cho các hộ nghèo là 8,4 triệu để về để thực hiện làm nhà ở. Xác định chè là cây trồng chủ lực của huyện, những năm qua phong trào phát triển kinh tế từ sản phẩm chè luôn được các cấp chính quyền Định Hóa quan tâm đẩy mạnh. Để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè, huyện Định Hóa nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống chè theo hướng từ cá nhân sang các làng nghề, hợp tác xã, trồng mới, trồng thay thế, cải tạo lại những nương chè trung du, già cỗi, năng suất, chất lượng thấp bằng các giống chè mới có năng suất, chất lượng cao, phục vụ chế biến chè xanh cao cấp, đặc sản. Nhờ đó, người nông dân dần nâng cao được năng lực sản xuất và kiến thức để không chỉ vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu chính đáng. Sau khi các chính sách được triển khai trên địa bàn, nhất là cái chương trình giảm nghèo, thì từ các dự án thì cũng đã hỗ trợ được bà con nhân dân là hộ nghèo để nỗ lực vươn lên. Thì cơ bản là các hộ được tiếp cận các dự án, các dự án thì cũng đã thực hiện tốt và cũng đã vươn lên để thoát nghèo. Tin tưởng rằng với những giải pháp đã đề ra, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm tới sẽ đạt được chỉ tiêu đặt ra, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung của Thái Nguyên và cả nước. Rừng đặc dụng Mường Phăng, tỉnh Điện Biên có diện tích hơn 4.400 hectare. Thời gian qua, lâm tặc đã ngang nhiên mang cưa vào khu rừng này để sơ chế khai thác gỗ ngay trong vùng lõi. Điều này đang khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về sự lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương. Đây là một gốc cây bị lâm tặc cưa hạ, vết cưa còn khá mới. Vị trí gốc cây này chỉ cách con đường tỉnh Lộ 3, nối xã Nà Nhạn với xã Mường Phăng, chưa đầy 500 mét. Tại hiện trường, phần thân cây đã bị vận xuất khỏi rừng, còn lại ngổn ngang cành, ngọn, những tấm ván. Những cây to khác cũng bị lâm tặc cưa hạ. Không chỉ vậy, lâm tặc còn ngang nhiên cưa xẻ, sơ chế gỗ ngay trong vùng lõi rừng đặc dụng. Trong tổng số hơn 4.400 ha rừng đặc dụng, Ban Quản lý rừng di tích và cảnh quan môi trường Mường Phăng quản lý và bảo vệ 2.300 ha. Những năm qua, diện tích rừng này đã giao cho cộng đồng trông coi và trả dịch vụ chi trả môi trường rừng. Tuy nhiên, lãnh đạo Ban Quản lý rừng di tích và cảnh quan môi trường Mường Phăng cho biết, do tập quán ở nhà sàn và nhu cầu về củi đốt, thì rừng bị khai thác là điều tất yếu. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã bắt 10 vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trong rừng đặc dụng. Rừng đặc dụng Mường Phăng được quy hoạch chuyển tiếp, có chức năng bảo vệ di tích chiến dịch Điện Biên Phủ. Khu rừng này đã đảm bảo giữ ổn định cho nguồn nước hồ thủy lợi Pá Khoang, phục vụ cho các công trình thủy điện ở hạ lưu và cung cấp nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho cả cánh đồng Mường Thanh. Đến bao giờ lời cầu cứu từ rừng đặc dụng Mường Phăng mới thôi khẩn thiết? Chí Linh, Hải Dương, một vùng đất linh thiêng, địa linh nhân kiệt, gắn với nhiều khu di tích lịch sử văn hóa cổ kính, huyền bí. Nằm trong quần thể đó, có đền Sinh, đền Hóa là một trong những khu di tích được hình thành sớm trên mảnh đất linh thiêng này. Đền đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Đền Sinh tọa lạc trên sườn non Ngũ Nhạc, thuộc làng An Mới, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đền Sinh thờ Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn, tối tú, tối linh. Đền Hóa cách đền Sinh khoảng 800 mét về phía bắc, thờ Đức Hiệu Thiên Tối Linh Thượng Đẳng Tôn Thần. Cái di sản văn hóa vật thể thì Ban Quản lý di tích vẫn không ngừng nghiên cứu khoa học
đồng thời là trùng tu tôn tạo các di tích với cái theo luật di sản văn hóa là đảm bảo nguyên trạng cái yếu tố gốc. Còn về cái di sản văn hóa phi vật thể thì đối với ban quản lý di tích thành phố Chí Linh thì vẫn luôn tổ chức các công tác tọa đàm nghiên cứu về thần tích đạo mẫu, đồng thời là xây dựng cái hồ sơ khoa học di tích để tiến tới là xếp hạng, đề nghị xếp hạng là cái lễ hội đền sinh hóa là cái một trong những cái lễ hội phi vật thể của quốc gia. Cụm di tích đền sinh đền hóa được coi là nơi quốc đảo dân cầu vô cùng linh thiêng. Đây cũng là một trong những địa điểm tâm linh có tục hầu thánh từ rất sớm. Mỗi năm khu di tích đền sinh đền hóa đón tiếp hàng triệu lượt khách về chiêm bái và lễ mẫu, lễ thánh. Đặc biệt là mùa hội tháng Giêng và tháng 8 âm lịch hàng năm, ban quản lý di tích luôn tạo điều kiện tốt nhất cho du khách về lễ cũng như các thanh đồng đạo quan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu nhằm tôn vinh và duy trì những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của tín ngưỡng thuần Việt. Đặng Thị Lan, tôi muốn thể hiện cái sự trách nhiệm của mình về đạo mẫu và cũng là để đền ơn đáp nghĩa những người có công với đất nước mình, và đây là một khóa hầu của tôi chuẩn bị để hôm nay tôi tạ ơn các ngài. Sau gần 5 năm di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu được UNESCO vinh danh, việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của tín ngưỡng ngày càng được chú trọng và cần có sự đóng góp tích cực của cộng đồng. Trong đó, bộ phận những người đang trực tiếp thực hành tín ngưỡng tam tứ phủ đóng vai trò nòng cốt. Bảo tồn giá trị văn hóa của mình theo ý nghĩa đích thực, không mê tín dị đoan, và mình đền ơn đáp nghĩa các ngài theo đúng cách của đạo mẫu. Chính vì vậy tôi rất mong muốn là mọi người hãy tu theo chánh pháp, và sau đó tiếp nữa là mình cũng làm việc phải duy trì hạnh phúc gia đình, biết dạy dỗ con cái học hành tốt hơn và biết yêu thương tất cả mọi người. Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt không chỉ là chủ trương của nhà nước, mà còn là trách nhiệm của những người quản lý di tích ở mỗi địa phương, của chính cộng đồng tín ngưỡng thờ mẫu. Thông qua các chuẩn mực khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ, sẽ giúp cho xã hội thấu hiểu cặn kẽ những giá trị tốt đẹp của di sản để vừa giữ gìn nét đẹp vốn có, vừa phù hợp với đời sống đương đại. Ngày 23 tháng 12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường phòng chống dịch COVID-19 với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại hơn 700 điểm cầu. Tại hội nghị, tập trung đưa ra những thông tin liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2, những giải pháp phòng chống dịch trong đợt cao điểm. Phát biểu tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 không làm tăng khả năng nặng lên mà tăng khả năng lây truyền. Mặc dù thời điểm này Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm nào liên quan đến chủng mới này, nhưng công tác phòng chống dịch COVID-19 cần được quyết liệt hơn, trong đó cần tăng cường quản lý chặt chẽ người nhập cảnh trái phép. Đây là điều quan ngại, vì vậy Ban chỉ đạo COVID-19 tại các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh vùng biên, cần quan tâm đến vấn đề nhập cảnh trái phép tuyến biên giới, tăng cường giám sát xét nghiệm tại cơ sở y tế, vì các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên thường phát hiện ở các cơ sở này nên tăng cường xét nghiệm là yếu tố quan trọng. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo những trường hợp có triệu chứng giống COVID-19 đều xét nghiệm hết. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh sẽ chú trọng đến vaccine, nỗ lực đàm phán để có vaccine sớm nhất. Tuy nhiên, cũng không trông chờ vào vaccine mà triển khai các biện pháp phòng chống. Ngày 23 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung cho 84 công dân Việt Nam về từ Malaysia. Trong quá trình cách ly, 100% công dân đã được theo dõi y tế thường xuyên như đo thân nhiệt 2 lần một ngày và xét nghiệm COVID-19. 2 lần trước khi hoàn thành cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Tại thời điểm kết thúc cách ly, các công dân đều khỏe mạnh, kết quả xét nghiệm 2 lần của 84 công dân đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hết thời gian cách ly, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đề nghị công dân trở về địa phương nơi cư trú cần chấp hành theo khuyến cáo của ngành y tế để phòng chống dịch. Như mọi năm, thị trường buôn bán các mặt hàng cung cấp cho ngày lễ Giáng sinh lại sôi động. Ngoài những mặt hàng truyền thống được bày bán, thì năm nay người dân lại có xu hướng lựa chọn những món đồ trang trí. Mọi người mong muốn trang hoàng lại ngôi nhà của mình, dành thời gian tận hưởng mùa Giáng sinh cùng người thân thay vì lựa chọn đi chơi như mọi năm. Gần ngày lễ Giáng sinh, các tuyến phố như Hàng Mã, Lưu Văn Can, Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
lại rực rỡ hơn với vô vàn những món đồ trang trí Noel để phục vụ nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân. Tuy rằng ngày Giáng sinh không phải là một ngày lễ chính thức cho văn hóa của nước ta, nhưng mọi người đều tranh thủ thời gian này để mua những món quà dành tặng cho người thân trong gia đình. Mình đi đây là mua cho em bé để cho em bé cảm nhận được cái không khí Noel. Các mặt hàng được bày bán trên tuyến phố này rất đa dạng, phổ biến như quần áo ông già Noel, đồ chơi trẻ em, đồ trang trí, các loại phụ kiện. Tuy nhiên theo các tiểu thương, do lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng hàng nhập về cũng hạn chế, cầm chừng, không ồ ạt như mọi năm. Cái bọn em nhập hàng ấy thì cũng cầm chừng lắm, vì năm nay là Covid thì nhập hàng cũng không được nhiều lắm, để vừa phải cho mọi người thôi. Mặt hàng thì nó cũng đa dạng, vẫn đa dạng như những các mọi năm khác, là cây này, cây cối, đèn, nhưng mà số lượng nó sẽ ít hơn. Với tình hình dịch Covid-19 năm nay diễn biến phức tạp, nhiều người dân đã lựa chọn những món đồ trang trí cho ngôi nhà của mình để tận hưởng ngày lễ ở nhà bên người thân thay vì lựa chọn đi chơi. Nắm bắt được xu hướng đó, rất nhiều cửa hàng đã cung cấp những mặt hàng trang trí với mẫu mã, giá thành hết sức đa dạng. Đây là Giáng sinh đầu tiên của tôi tại Việt Nam, hơi khác so với mọi năm. Tuy nhiên, phần lớn những món đồ trang trí Giáng sinh chúng tôi thường dùng, tôi có thể mua tại đây. Đó là lý do chúng tôi tới con phố này. Em mua dây trang trí cây thông Noel, mua cây thông Noel nhỏ và vài đồ để bàn. Em thấy giá thành năm nay có thể là giảm hơn so với mọi năm một chút. Mua sẽ dễ hơn và nó không đông đúc như mọi năm. Các mặt hàng trang trí cho gia đình hết sức đa dạng, từ những cây thông mini, vòng nguyệt quế treo cửa cho tới những cây tùng thông tươi và mô hình ông già tuyết. Khoảng giá của những món đồ này cũng rất đa dạng, từ 500 cho tới 1 triệu đồng cho những cây thông mini đã được trang trí, cho tới cả chục triệu đồng với một cây tùng thông tươi. Tuy nhiên theo tiểu thương, sức mua của những mặt hàng này là rất lớn. Tôi đã mua một cây thông Giáng sinh và tự trang trí chúng bằng những linh vật của mình. Chúng tôi cũng mua một vòng nguyệt quế và sẽ đặt những chiếc nến lên đó. Đấy là hai đồ trang trí Giáng sinh truyền thống của chúng tôi. Khách đến chủ yếu là lựa chọn về cái đồ trang trí Noel, cây thông. Lượng khách năm nay là đông hơn năm ngoái. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 6 công trình homestay do vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại cơ sở lưu trú du lịch Squid Garden, phường 3, thành phố Đà Lạt. Công trình vi phạm do ông Trần Quốc Phong, 62 tuổi, trú tại 5B Hai Bà Trưng, phường 6 Đà Lạt, làm chủ đầu tư. Tại thời điểm tiến hành cưỡng chế, chủ đầu tư xây dựng công trình đã tự nguyện phối hợp cùng lực lượng chức năng tháo dỡ toàn bộ các homestay vi phạm có kết cấu khung gỗ, sàn gỗ, vách gỗ, mái lập tôn với diện tích 15m2 trên một khối công trình. Tổng diện tích vi phạm là 90m2 tại thửa đất 439 An Bình, phường 3 Đà Lạt. Ghi nhận ban đầu, quá trình tháo dỡ công trình vi phạm diễn ra theo quy định và an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, trong đó chú trọng đến các cơ sở homestay tự phát xây dựng không đúng quy hoạch trên địa bàn. Đã có quyết định thực hiện nhưng chủ đầu tư chưa chấp hành. Tối ngày 22 tháng 12, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngành y tế đã chủ động mời cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long vào cuộc để làm rõ nguyên nhân gây tử vong cho một bệnh nhân là trẻ em ở Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Trước đó, cháu Lương Gia Ca, sinh năm 2019 ở phường Tân An, thị xã Quảng Yên, nhập viện lúc 17h13 phút ngày 21 tháng 12 trong tình trạng mệt, bụng chướng nhẹ, mất nước. Qua kết quả xét nghiệm tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh nhân được chẩn đoán ngừng tuần hoàn, tăng kali máu nặng, theo dõi rối loạn chuyển hóa. Cháu Ca tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực. Trong quá trình điều trị, trẻ ngừng tim nhiều lần. Đến 0 giờ 10 phút ngày 22 tháng 12, trẻ mất hết các phản xạ và tử vong. Ngay sau khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Sở Y tế gửi mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương và phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hạ Long để làm rõ nguyên nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.